thì em đã có một chiếc đến từ thương hiệu Frederic Constant, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở Thụy Sĩ và cũng rất là đang nổi tiếng ở Việt Nam bởi những cái thiết kế rất là đẹp, rất là tinh tế của họ. Và em đã có một chiếc New Funbox tình trạng rất là đẹp, và chiếc này đang bây giờ tình trạng trên thị trường là nó rất là hiếm hàng anh em nhé, đã cháy hàng từ năm ngoái rồi, nhưng mà em vẫn có một chiếc rất là đẹp, rất là chất lượng đây để giới thiệu anh em. Và nếu như đây là anh em lần đầu tiên đến với kênh, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới video, bấm vào cái chuông kết bạn Zalo với số Zalo của em là 0973 86172 nhé. Bên em chuyên mua bán trao đổi chiếc đồng hồ chính hãng qua sử dụng hoặc săn sale với các mức giá rất là tốt để phục vụ anh em. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp ra. Chúng ta có một cái hộp bọc da thường thấy của Constant. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ hơn nhé, hộp chính. Còn ở phía dưới thì chúng ta sẽ có đầy đủ hộp sổ đến từ thương hiệu này. Đây là thư, một cái tờ thư giới thiệu của Constant này. Đó, đầy đủ hộp sổ ở đây. Chúng ta sẽ có một cuốn sổ nói về các cái thành tựu của thương hiệu này. Đó, một cuốn Service Center. Đây, đây là ghi tất cả những cái địa điểm bảo hành toàn cầu của Frederic Constant anh em nhé. Đó. Đây, và cái này thì khi nào anh em mua thì em sẽ ghi vào đây là tờ giấy bảo hành toàn cầu có chữ ký của CEO của Frederic Constant ở đây. Ok anh em nhé. Đó. Và chúng ta sẽ đến luôn với cả cái sản phẩm chính ngày hôm nay. Rồi, giới thiệu anh em đang có một chiếc FC, cái phiên bản limited, hàng cực kỳ là hiếm. Rất là đẹp. Chiếc này phải nói là trên tay rất là đẹp anh em nhé. Nó sẽ có một cái sự rất là trẻ trung ở đây. Đầu tiên thì em sẽ lên cho nó với cái cót tay. Chiếc này thì là một chiếc cơ tự động 100%. Tuy nhiên là đồng hồ vẫn sẽ trang bị chức năng cót tay và hỗ trợ dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đó, để anh em chỉnh cái múi giờ đẹp nhất, chính xác nhất để sử dụng. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có cái phối màu là xanh navy. Nó rất là trẻ trung, nó cũng rất là hợp phù hợp với cái mùa hè như này, tạo cảm giác mát mẻ. Đây là một chiếc mà thuộc cái thiết kế dạng sport luxury. Nó hơi thiên về luxury một chút, bởi vì là chiếc này thì sẽ có cái thiết kế là vừa thanh lịch này, nhưng mà vừa rất là mạnh mẽ và thể thao. Bởi vì cái chủ đề của chiếc Frederic Constant ngày hôm nay thì sẽ là về cái du thuyền Runabout huyền thoại ở nước Ý mộng mơ. Đó, kỷ niệm cái ngày sáng lập ra cái du thuyền đó. Và chiếc này của chúng ta thì sẽ có cái mã quốc tế là FC303RM5B6. Chiếc này thì sẽ thuộc cái bộ sưu tập Runabout này. Đồng hồ làm hoàn toàn bằng thép đặc không gì này. Hệ thống chống sốc này, chống nước ở 5 ATM và sử dụng dây da. Đó. Và chiếc này thì hãng đang bán mới mức giá là 1.595 đô, khoảng 1.600, thì nó rơi vào khoảng 36 triệu đấy, 36 triệu gì đó, rất là cao anh em nhé. Tuy nhiên là bên em đang có một cái chiếc new tình trạng đẹp hiếm như thế này để anh em sử dụng. Chúng ta sẽ có một cái chiếc đường kính bề mặt là 42 mm. 42 mm của chiếc này thì nó có cái phần lắc này khá là cụp đó. Thế nên là tay anh em khoảng 15,5 là đã có thể đeo chiếc này rồi. Và bây giờ thì em sẽ zoom lại cho anh em xem kỹ hơn về cái đeo ở chiếc này. Đeo ở chiếc này của chúng ta sẽ là một cái đeo màu xanh navy, mà ở phía ngoài sẽ được bao bọc bởi một lớp kính sapphire nguyên khối. Đó, có độ cong nhẹ ở trên đỉnh anh em nhé. Lớp kính sapphire này thì sẽ giúp cho đeo có một cái sự tinh tế này, đẹp, trong trẻo, và nó cũng bảo vệ cái đeo rất là tốt cho quá trình anh em sử dụng. Chúng ta sẽ có ở phía trong là phần vân Gulliche Cloud de Paris, được FC làm rất là tỉ mỉ ở đây, rất là đẹp. Với cái FC cái vân này, chúng ta cảm giác nổi khối ở phía trong. Còn phía ngoài thì sẽ là một cái dial được trải trên sàn bớt, nơi chứa những cọc số của chúng ta. Các cọc số thì sẽ là các cọc số vạch và các cọc số Arabic được gắn đan xen với nhau, tạo ra cái sự vừa trẻ trung nhưng cũng vừa rất là thanh lịch. Đó, cái kiểu tân cổ giao duyên này anh em ạ, nó rất là đẹp. Và đây sẽ là một cái chiếc đồng hồ đa dụng, anh em có thể sử dụng trong rất là nhiều các dịp khác nhau nhé. Các cọc số này thì sẽ còn được phủ xạ quang Superlumi Nova siêu sáng để anh em có thể sử dụng trong bóng tối nữa.
rất là tuyệt vời, một chiếc đồng hồ thanh lịch sang trọng nhưng mà lại có dạ quang nữa thì rất là ổn để anh em sử dụng nhé. Chúng ta sẽ có logo của Frederick Constant ở góc 12 giờ Geneva, đối diện sẽ là dòng chữ automatic này, ô lịch ngày, lịch lộc rất là đẹp, cân đối ở góc 6 giờ và dòng chữ Swissmade. Phía ngoài cùng vòng outring sẽ là các vạch chữ phút anh em nhé. Đó, các cọc số thì được hoàn thiện rất là chi tiết, bộ kim thì cũng rất là đẹp với kim lưỡi kiếm số dạ quang, quá đẹp. Chiếc này trên tay thì phải nói là phù hợp với tất cả các outfit của anh em, và nhất là anh em nào mà hợp với cái màu xanh này nữa thì đây là một lựa chọn cực kỳ đẹp. Phía ngoài chúng ta sẽ có một cái đường bezel cong tạo ra cái sự sexy cho nó, rất là đồng hồ sẽ làm hoàn toàn bằng những cái đường cong, tuy nhiên là những cái đường cong này vẫn toát ra cái sự mạnh mẽ và thể thao cho của một cái chiếc đồng hồ đa dụng như thế này. Một cái núm khá là to để anh em dễ dàng chỉnh giờ lên cót, có logo của Frederick Constant luôn đó. Và chúng ta sẽ có đi liền với một bộ dây da vân cá sấu màu xanh nạp vi, có cái đường chỉ màu trắng này rất là đẹp. Cái đường chỉ trắng này thực sự là nó tạo nên cái sự điểm nhấn cho cái bộ dây này, bộ dây thì trùng tông với cả mặt dial đồng hồ đó. Và ăn tiền ở đây nữa chính là cái khóa này rất xịn anh em nhé. Đây là cái khóa chống ngập dấu dây mà thường được cung cấp trên những cái dòng đồng hồ cao cấp của tất cả các hãng. Khóa này thì khi mà anh em đeo vào, cái phần dây thừa nó sẽ ôm vào phần cổ tay của anh em, làm không bị lộ ra, không cần một con đỉa nào cả, và làm cũng thật sự là tinh tế, rất là chắc chắn đó, bằng thép đúc đặc không gì luôn, rất là tuyệt vời. Ở phía sau này thì chúng ta cũng có thể quan sát vài thông tin nữa đến từ hãng đây, để em cho anh em xem. Chúng ta sẽ có tên của thương hiệu này, Frederick Constant đây anh em nhé. Limited này, 1081/2888 chiếc Thunderbolt đó, sẽ chỉ có 2888 người may mắn nhất trên thế giới, cho khoảng 9 tỷ người được sử dụng, được trải nghiệm và được sở hữu cái chiếc này thôi. Và chiếc này sẽ là chiếc 1081 Limited Edition này đó. Đây, mã của đời máy FC303RM5B6, chống nước ở 53, và bộ máy thì cũng được hoàn thiện rất là đẹp. Đây, bộ máy thì ở cái lớp kính ở sapphire phía sau chúng ta sẽ có in hình của du thuyền Thunderbolt. Bộ máy này thì được FC đề co lại rất là đẹp, với các cái đường vân sớ được đánh rất là tỉ mỉ trên thân máy. Quả văng thì được khắc triện rõ ràng logo của Frederick Constant. Chiếc này chúng ta sẽ sử dụng 26 chân kính, hoạt động tần số dao động là 28.800 VPH và tích cóp tối đa lên đến 38 giờ, cùng những cái dao động rất là chuẩn xác đến từ một chiếc đồng hồ chính hãng Thụy Sĩ để anh em sử dụng đó. Và bây giờ không nói nhiều nữa, em sẽ tiến hành đeo lên tay để anh em có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của chiếc này khi mà trên tay chúng ta nhé. Đó, anh em thấy không? Một chiếc đường kính 42mm phần lắc cụp, đeo trên cổ tay của em 15,5 là đã có thể fit được cái chiếc này rất là đẹp rồi. Trên tay thì phải nói là rất là đẹp, rất là trẻ trung thanh lịch, tuy nhiên là vẫn có cái sự năng động, thể thao và khỏe khoắn trong nó. Đó, cái bộ khóa này thì rất là tuyệt vời, rất là sang trọng và tinh tế. Đây là một trong những cái bộ khóa đỉnh nhất của Frederick Constant anh em nhé. Và em đang có một chiếc duy nhất, chỉ còn một chiếc duy nhất thôi, với cái tình trạng cực kỳ hiếm hàng như này thì em sẽ giao đi lại với anh em với chiếc này rất là tốt, chỉ 23.500.000. Cho anh em làm nhanh nhất liên hệ với em với số hotline là 0828 91522, hoặc nhắn tin một số Zalo là 0973 816172 để bên em tư vấn hỗ trợ và giao đi với anh cái nhanh nhất có thể nhé. Chiếc này sẽ đi cùng bảo hành 2 năm tại hãng chính hãng luôn. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.